Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 3 tháng 3 năm 1959 là ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ngày 17 tháng 6 năm 2003, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 đã thông qua luật biên giới quốc gia lấy ngày 3 tháng 3 hàng năm là ngày biên phòng toàn dân. Nhằm cụ thể hóa ngày biên phòng toàn dân cũng là ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, ngày 12 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng Toàn dân hàng năm. Ngày hội Biên phòng Toàn dân được tổ chức ở tất cả các xã, phường, thị trấn, khu vực biên giới biển, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền địa phương, khu vực biên giới biển, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, tạo khí thế vui tươi, sôi nổi, biểu dương, cổ vũ, động viên đồng bào nhân dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Ngày hội Biên phòng Toàn dân là chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về khu vực biên giới, phát huy vai trò chuyên trách, nòng cốt của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, vai trò của các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân ở địa bàn 11 xã phường thị trấn khu vực biên giới biển tỉnh nhà, chung sức xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Ngày hội cũng nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, của quần chúng nhân dân và đơn vị lực lượng vũ trang, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, theo tinh thần chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, vì một khu vực biên giới bình yên và phát triển. Cùng với các hoạt động hướng về khu vực biên giới, chăm lo cho người nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ngày hội Biên phòng Toàn dân cũng nhằm tuyên dương các tổ chức cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, quần chúng tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp cho các phong trào bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, hưởng ứng cuộc vận động, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân trong quản lý bảo vệ biên giới. Một trong những nội dung trọng tâm của Ngày hội Biên phòng Toàn dân hàng năm là chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo khu vực biên giới, trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các vị sư sãi cùng với các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 01 các cấp đã chung sức tuyên truyền chủ trương, phổ biến pháp luật, đặc biệt là luật biên phòng Việt Nam để mọi người hiểu thêm về ý nghĩa và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và mục tiêu xây dựng biên giới, khu vực biên giới an toàn, ổn định và phát triển. Với đặc điểm địa bàn xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn, các hoạt động hướng về khu vực biên giới có ý nghĩa xã hội rất thiết thực. Cùng với nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ở 11 xã phường thị trấn, khu vực biên giới, triển khai nhiều dự án giúp dân giảm nghèo, gây quỹ trợ cấp cho người già neo đơn, trao học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, đã in đậm dấu ấn của người lính quân hàm xanh với nhân dân, với đồng bào khu vực biên giới biển. Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng trao tặng 22 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng, tặng 55 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng dành cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt, tặng trên 200 phần quà cho hộ chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới biển, mỗi suất 1 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ngày hội Biên phòng Toàn dân hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động hướng đến người nghèo, khu vực biên giới có đông đồng bào dân tộc. Các đồn biên phòng đã tổ chức vận động thêm kinh phí xây dựng, tăng cường lực lượng hỗ trợ nhằm giúp hộ được trao tặng nhà giảm chi phí xây dựng, từng căn nhà được hoàn thiện hơn. Qua cái phối hợp thực hiện cái ngày hội biên phòng toàn dân đó, thì khơi dậy được cái ý thức của người dân rất là tốt, cho nên cái tinh thần là phát huy cái vai trò
của người dân trong việc là giữ gìn an ninh biên giới biển theo cái chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, là người dân mới tham gia trong cái phát triển kinh tế, giúp nhau cái xóa đói giảm nghèo để làm sao là ý thức tốt trong cái bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Ngày 3 tháng 3 năm nay, xã An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung được chọn làm điểm tổ chức Ngày hội biên phòng toàn dân theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, hai xã khu vực biên giới xã An Thạnh Ba và An Thạnh Nam phối hợp với đồn biên phòng An Thạnh Ba khẩn trương triển khai hoàn thiện kế hoạch, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trao học bổng cho các cháu được đỡ đầu trong chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, hoàn thành nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện ngày hội biên phòng toàn dân trên địa bàn. Tới thời điểm này thì An Thạnh Ba cũng đã xây dựng các kế hoạch để chuẩn bị tổ chức cái ngày hội. Về cái phần lễ thì cũng được các mạnh thường quân cũng như các cấp lãnh đạo quan tâm, vận động các cái mạnh thường quân hỗ trợ cho các cái gia đình chính sách cũng như gia đình khó khăn về nhà ở, rồi hỗ trợ các học bổng cho các em học sinh gặp khó khăn, rồi các cái phần quà cho gia đình khó khăn, rồi gia đình neo đơn ở trên địa bàn xã An Thạnh Ba và xã An Thạnh Nam. Ngày hội biên phòng toàn dân năm nay, hộ chị Thạch Thị Phượng ở ấp An Bình, xã An Thạnh Ba, huyện Cù Lao Dung là một trong 4 hộ còn khó khăn về nhà ở của xã An Thạnh Ba được hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Đây là hộ đồng bào dân tộc Khmer ít đất sản xuất. Con chị vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, hiện làm công nhân ở khu công nghiệp để giúp gia đình vượt qua khó khăn. Chị Phượng rất phấn khởi vì không lâu nữa chị sẽ có căn nhà mới đàng hoàng hơn, không còn lo lắng về chuyện mưa nắng vì nhà cũ xuống cấp. Nó dột hết trơn rồi, tôi muốn cất nhà mới mà không có chưa có tiền. Hôm nay chú xã với đồ được cho nhà, tôi rất mừng, tôi có kiếm tiền, kiếm vốn thêm làm cất nhà cho đẹp, vui. Cảm ơn chính quyền địa phương, địa đồn. Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023 được tổ chức trên địa bàn 11 xã phường thị trấn khu vực biên giới biển. Dịp này đã có 19 căn nhà đại đoàn kết được trao tặng cho hộ nghèo với tổng kinh phí 950 triệu đồng, 40 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng và 50 phần quà mỗi phần 1 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo và người nghèo khu vực biên giới biển. Đến ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023 được diễn ra đạt hiệu quả tốt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã thành lập đoàn công tác tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023 trên địa bàn khu vực biên giới biển Sóc Trăng. Sau khi khảo sát, đánh giá các điều kiện thuận lợi khó khăn của từng địa phương, đoàn công tác đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đồn biên phòng và cấp ủy chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền và vận động các nguồn xã hội hóa để chăm lo cho người nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển. Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã làm tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho các cấp các ngành tổ chức cái ngày hội biên phòng toàn dân. Đây là một cái ngày hội biên phòng là rất có là ý nghĩa, đó là tập hợp đoàn kết tất cả các lực lượng từ cán bộ tới nhân dân để tham gia vào cái bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Thì năm nay Ủy ban nhân dân tỉnh là chỉ đạo cho huyện Cù Lao Dung là làm điểm, lấy cái xã An Thạnh Ba làm đơn vị điểm. Thì qua đi khảo sát thì cấp ủy rồi chính quyền địa phương, các cấp các ngành cũng rất là quan tâm, đã ban hành các kế hoạch cụ thể và chỉ đạo cho là đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của ngày hội biên phòng. Cái thứ hai là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân có những thành tích tiêu biểu trong cái công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của Tổ quốc. Tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của nhân dân, vai trò, quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các lực lượng và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tạo điểm nhấn tích cực trong hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện hiệu quả ngày hội biên phòng toàn dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển của tỉnh,
thông qua tổ chức Ngày hội Biên phòng Toàn dân đã góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới biển.